Em xin chào tất cả cô bác và anh chị đang xem kênh Hoa Kiển Sa Đéc của em nha. Thì bữa nay em xin phép quay lên cái lô bông trang của em nha anh chị. Em có một số cái cây hàng bông thì em mới có gom nó ra đây. Thì anh chị nào coi được thì ủng hộ em nha. Thì em quay cụ thể lên rồi em báo giá tới anh chị luôn. Thì đây là cái lô chân tàu nè. Chân tàu với chân hồng phấn nha anh chị. Hồng phấn nó bốc nụ nè. Đây màu nó đẹp lắm luôn nè. Đây hồng phấn đang bông nè anh chị. Đây là cái tàu Thái Lai, tàu Lai Thái đó anh chị, màu đỏ với màu vàng. Cây của nó em lấy đại là một chậu cho anh chị coi thử ha. Một chậu nó là như vậy đây. Cây một cốt, ở bốn tượng. Thì nó có mặt bông, nó có nụ nè, nó chuẩn bị lên bông đó anh chị. Cây em giao qua anh chị thì nó sẽ y như vậy luôn. Thì nó cũng có bông rồi ha. Đây, búp bông của nó nè anh chị. Bên đây thì là hồng phấn. Thì tàu Thái Lai này nè, em đang giao cái giá là 50.000 một chậu nè anh chị. Màu đỏ, màu vàng, có hai màu. Hồng phấn này là cũng 50.000 một chậu luôn nè. Giá này là em bao ship từ 4 chậu luôn nha anh chị. Đây, cây của nó em lấy đại là một chậu nó như vậy đây. Được bao bốn nhánh vậy nè. Em lấy đại lên cây màu vàng nè cho anh chị coi thử ha. Cây của nó như vậy đây, hàng một cốt. Nó cao cỡ 2 tấc anh chị. Cây này trồng chậu 7 nè, cây rất là sung luôn. Đó là cái lô chân tàu của em. Thì cái hồng phấn như vậy đây, em lấy lên trên chị coi thử một cây luôn. Đây, cây này. Cây này quá trời sung luôn rồi nè. Cây này thì nó chỉ có 3 nhánh thôi, nhưng mà 3 nhánh 3 bông hết luôn anh chị. Hồng phấn thì nó cao cũng sắp xỉ con gan thôi. Chủ yếu thì cái này hàng bông thì thường thường thì anh chị em thấy là chỉ cần bông thôi chứ không có cần cao nha anh chị. Tại nó có bông nhiều thì nó đẹp rồi, nó cao. Mình vuốt đọt, mình bấm bông thì nó cao thôi. Đó, hồng phấn như vậy cũng 50.000 một chậu nè. Chân tàu cũng 50.000 một chậu luôn. Tàu Thái Lai màu đỏ màu vàng. Còn bên đây là cái tím sen anh chị. Đây, cái tím sen này là tím sen Thái nha. Đây, cái màu tím sen với màu hồng phấn thì nó khác nhau. Màu tím sen thì cái cánh, cái chân của này nè, nó màu đỏ. Còn màu hồng phấn thì nó nhợt hơn, nó màu hồng nha anh chị. Với lại cái cánh này nó ốm hơn. Cánh hồng phấn nó bầu, nó tròn hơn. Thì tím sen này tím sen Thái. Cây này chỉ có mặt bông thôi nha anh chị, chứ không có nhiều bằng mấy cái bông kia ha. Tím sen Thái nè. Cây nó như vậy đây. Chậu này nó mục nó gấp luôn. Thì bông nó lên tàn cái này thì nó cũng lên cái khác. Nó lên tự nhiên, nó lên từ từ. Một chậu như vậy 60.000. Tím sen Thái nè, 60.000 một chậu. Bên đây là trang sen, sen đỏ anh chị. Đây, cái này là búp bông của nó nè. Chậu như vậy cũng 60.000 luôn nè. Sen đỏ nè. Lấy ra đây cho dễ nè. Sen đỏ. Cái này em gom mấy cây em tượng trưng thôi nha anh chị. Cây em để ở trên vàng ha. Chỉ gom mấy cây em quay mẫu cho nó dễ thôi. Cái em lấy 2-3 cây. Chậu về 60.000. Bên đây quên cây này nữa, cây cam Thái. Cam Thái một chậu về 60.000 luôn anh chị. 60.000 một chậu cam Thái luôn. Màu cam Thái 60. Còn bên đây là màu vàng lá xoắn nè. Cái bông này nó nở rồi nè. Cái bông nó nở rồi nè. 60.000 một chậu luôn. 60.000. Cây em gửi qua anh chị, cây này cũng có búp bông vậy ha, chuẩn bị nở. Có mặt bông cho anh chị. Đó, vàng lá xoắn 60.000. Sen đỏ 60 luôn. Bên đây là cây mai Thái anh chị. Mai Thái nè, mai Thái màu vàng nè. Đó, nó nở bông nhìn đều đẹp không chị. Cây này là 100.000 một cây nha anh chị. Đây là hàng cây mai nha. Mai mà dòng mai Thái á, cái này nó rụng rồi nè. Tàn rồi. 100.000 một cây. Em có thêm một cây ở bên đây nữa là màu đỏ nè anh chị. Đó. Nó nở nè. Hôm nay nó nở, cái này nó muốn tàn hết rồi. Mà cái mai này thì nó cũng giống như bông trang nha, nó cũng ra bông hoài nha anh chị đây. Cái này là cái búp bông nó chứ không phải là cái trái nha. Đây, cái này cũng là 100.000 nè, mai Thái màu đỏ. Em chỉ có hai màu này thôi. Cái giống thì cũng có cây vàng Pháp. Đây, vàng Pháp. Vàng Pháp thì cái mặt bông nó như vậy đây anh chị. Đó. Bông nó nè, em lấy nét cho anh chị coi nó hơi mờ một xíu. Cây này cây giống anh bông nó cũng không có đẹp bằng cây lớn anh chị. Vàng Pháp thì cây như vậy là 40.000 nè. Em đo cho anh chị coi thử nè. Hai gan của mình đó.
cây giống 40.000 một cây. Bắp. Còn bên đây cây giống bên đây em có chanh tàu. Tàu Thái Lai đó anh chị, đĩa cây bên kia là cây lớn. Còn cây bên đây của em là cây giống, em lấy cây mẫu nên nó có bông ha. Cây giống em giao cho anh chị là một gang tay. Cao một gang nhưng mà cây giống thì nó chưa có bông nha anh chị. Có cây này nó sung thì nó ra bông, em lấy mẫu lên cho anh chị coi thử coi. Em chỉ anh chị nhận dạng cái cây này luôn nha. Thì cái đọt của nó màu vàng giống như vậy nè. Đó là cái cây này nó lên bông màu vàng. Còn nếu mà cái đọt nó đỏ thì nó sẽ lên bông đỏ. Cái đọt nó lúc nó mới lên nó đỏ đỏ giống như cái cuốn bông này nè, là nó ra cái bông màu đỏ nè. Còn cái màu vàng thì nó chỉ là màu gì thôi, nó xanh như nè, là màu vàng đó. Đây hai cây, cây như vậy là giá 20.000 một cây nè, bao ship từ 10 cây nè anh chị. Còn cái hàng bông này thì em bao ship từ 4 cây. Hàng bông như vậy nè, tàu Lai Thái nè. Đó, em bao ship từ 4 cây. Hàng cây giống thì em còn có Mỹ Hồng. Đây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng có 3 tắc rưỡi. Đây Mỹ Hồng. Tốt xum xê luôn nha anh chị. 3 tắc rưỡi, hàng một cốt nha. Đây, Mỹ Hồng cây giống em giao là một lần 10 cây là 300.000 em bao ship nha anh chị. Anh chị nào mà có trồng nhiều thì alo trực tiếp của em. Còn ngoài Mỹ Hồng ra thì em cũng có Mỹ Cam. Mỹ Cam chắc là em bỏ đâu mất tiêu rồi, không thay đường làm mẫu nữa. Cái Mỹ Cam thì nó cao cũng cả một gan của mình thôi, là cũng ship là 10 cây là 300.000 em bao ship luôn nha anh chị. Mỹ Hồng, Mỹ Cam chị lấy nhiều alo trực tiếp vào số điện thoại của em, rồi giá cả mình thương lượng. Còn như ship lẻ này thì em ship 10 cây 300 bao ship. Hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua vài loại như vậy thôi nha anh chị. Bữa nào mà em rảnh em quay từ loại cụ thể lên cho anh chị. Cái này em mới soạn ngày xong thì em quay lên luôn. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết cái clip của em nha. Anh chị xem video mới có hay nhớ bấm đăng ký ủng hộ em nha anh chị. Rồi em xin chúc anh chị xem video vui vẻ ha. Rồi cảm ơn anh chị nhiều.